Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn bốn cái phô mai cát Bình Thuận mới về ha. Mới về trong ngày các bạn. Phô này là mã BC1. Một cốt bóp ngọn. À, rễ trải. Rễ trải nha. Rất là êm các bạn. Rất là đã luôn. Giống như con thú nó nằm nha. Hai cái rễ treo thì các bạn về các bạn cắt lại ha, để mình để hai cái rễ treo này để cho nó chống chổi này kia lại các bạn. Về anh em cắt lại nha, cho nó cây nó nở củ. À, hoành ngang củ đế của nó là 64. Cây này rất là đẹp. Hoành ngang củ đế 64 nha. Một cốt bóp ngọn. Hoành thân của nó thì 56. À, hoành ngang cái củ bự đây là nó 50 64, còn hoành thân trên này là nó 56. Cái này rất là đẹp vậy. Rất là ok ha. Coi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 1 triệu 700 nghìn ha, bao gồm phí vận chuyển, nó như con thú nằm nha các bạn nha. Để cái chậu đẹp lắm. 1 triệu 7. Tiếp theo là mã BC2. Phôi này thì nó không có được đẹp như cái phôi vừa rồi các bạn ơi. So với phôi vừa rồi thì nó không bằng ha, thành thử ra giá nó rẻ hơn. Hoành của nó thì hoành thân của nó là 54. Hoành thân ngang cổ đế của nó là 54. Chiều cao từ cổ đế lên nó thì là nó 42. Hai thân nha. Để trước nó chống xuống nha. Cây này thì nó không được như cây rồi. Phần này nó bị mờ quá. Phần này vậy buổi chiều nó mờ. Nó bị cấn ở đây. Cấn da ở đây ha. Nó vẫn vẫn tươi nha các bạn nha. Nó bị lột da nhưng mà vẫn tươi, ở trong này nó vẫn tươi nha. Tươi ao à. Tươi nha. Tươi ao nha các bạn nha. Rễ này kia thì cũng được, này cũng vậy, giống như là nó tái tạo thêm một cái lớp da mới rồi các bạn, ở trong nó tái tạo ra thêm một cái lớp da mới ha. Hoành 54, chiều cao 42, rễ thì cũng rất là mạnh khỏe các bạn, không có bị hư hao gì ha. Coi này anh chị em về có thể chơi trực cũng được. Coi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 900 nghìn ha, 900 nghìn bao gồm phí vận chuyển. Hoành 54. Tiếp theo là mã BC3. BC3 là một cái phôi rất là hay các bạn. Phôi này nhìn hay nè bạn. Rễ chọt nhỏ xíu. Không có lớn nha. Thân bẹ lớn nha. Hoành ngang thân của nó là 61. Dàn rễ thì cũng khá là lực ha, khá mạnh. Anh chị em trồng thì nó cũng khá hay nè. Để hơi đứng đứng lên tí xíu ha, cây nó sẽ đầy đầy chậu ha, của đế nó sẽ đầy chậu. Chiều cao của nó là 53. Chiều cao 53 ha. Cây này không có bọng lỗ gì hết nha. Hoành 61, chiều cao 53. Coi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 1 triệu 400 ngàn ha, bao gồm phí vận chuyển. 1 triệu 400 ngàn nha các bạn nha. Cây khá là lực mạnh. Rễ nhiều ha. Rồi tiếp theo là một cái anh quái thú. Quái thú rừng già các bạn. Hoành cái phôi này thì hoành ngang củ đế của nó là 68. Rất là to ha. Hoành củ đế nó 68 to lắm mày. Rất là to nha. Còn cái hoành ngang thân của nó thì 64. Hoành ngang thân thì 64. Rễ rất là nhiều nha. Rễ rất là nhiều luôn. Đó, anh em chồng chơi cái hình thường quái thú lại được nè. Phôi này giao lưu anh chị em ngày hôm nay giao lưu anh chị em mình với giá là 1 triệu 900 nghìn ha,
bao gồm phí vận chuyển 1.900.000 nha các bạn nha. Nhìn nó gớm lắm nhưng mà đem về nhìn gớm. Lực giả mang luôn. Chiều cao 50. Chỗ này thì nó có bị một cái phần lỗ nhỏ ở đây thôi, lỗ. Lỗ nhỏ. Do một cái thân nó bị tử ở đây nè ha, nó lỗ ở đây nè. Nhưng mà không có bọng vô nha. Lỗ thôi, không có bọng. Hai thân. Hoành ngang cái củ đế này nó to lắm, nó tới 86, hoành thân của nó thì 64 ha. Đúng là quái thú rừng xanh các bạn. Coi này giao lưu với anh chị em mình với giá là 1.900.000 ha. Rồi anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.